khuyên là tất cả mọi người trong cộng đồng nên giữ bình tĩnh và để luật pháp làm việc với lại người này. Dạ vâng, chắc là sẽ có những cái follow up, nhiều cái follow up nữa phải không Thiên Hương? Và người ta đã có biết cái sự so far là giống như là ở về phía chính quyền là họ thấy cái việc làm của Lê Minh là đi lên mà nói là phải giải phóng cả rồi xúc phạm những cộng đồng Việt Nam đó, thì đối với thành phố người ta thấy cái việc làm này nó như thế nào, sai trái ha, cái việc làm này nó có gây ảnh hưởng trật tự như thế nào? Thì so far thì đối với ông thị trưởng Thế Cương có chia sẻ với ông thị trưởng tất cả những tài liệu mà Đồng Hương đã đưa cho Thế Cương, và ông thị trưởng sau khi coi tài liệu thì ông ta nói là cái hành động của Lợi Minh là một hành động gây hấn, vì vậy ông ta không có ủng hộ cái việc làm này, và ông ta và tổng quản thành phố và một số vị detective của quận Maricopa sẽ vẫn tiếp tục điều tra những cái hành động sai trái của Lợi Minh. Xin hỏi những anh Thế Cương nêu ra những cái điểm gì trong cho thì anh Tuấn có đưa cho Thế Cương những video clips của Lợi Minh đã post trên YouTube và Facebook, và đồng thời Thế Cương cũng trao cho ông thị trưởng rất nhiều hồ sơ mà anh Tuấn đã thông thập được trên mạng Internet. Cho nên hiện bây giờ là ông thị trưởng thành phố Litchfield có trong tay tất cả những information mà Lợi Minh đã để trên Facebook. Nếu mà quý đồng hương bắt đầu từ đây trở đi thâu thập được thêm tin tức gì từ Lợi Minh nữa thì cứ gửi cho chúng tôi sẽ gửi những cái tin tức đó đến chính quyền của quận Maricopa. Một câu hỏi nữa là theo như những cái gì mà chúng ta thành phố họ điều tra đó, thì cái này là Lê Minh làm Lôi Minh làm việc độc lập hay là có một tổ chức, có một cái nhóm người nào đó bị hai Lôi Minh? Hiện bây giờ thì vẫn còn chưa, cái vụ việc này vẫn còn rất là mới trong việc điều tra. Hiện bây giờ chúng tôi không thể nào trả lời cái câu hỏi của chú bảy từ đó có nữa không nói chứ cái này chú bảy không có đâu. Đừng cảm ơn ông tỷ phú đây, chẳng phải ông An đâu. Information đó từ đâu ông có và tại sao nó có cái cuộc hẹn là bắt đầu là từ vào ngày 13 tháng 3 bên cách đây trước cộng đồng người Việt quốc gia Arizona tại văn phòng có nhận được điện thoại
nêu lên cái vấn đề Lợi Minh đã nhục mạ và gây hấn trong cộng đồng người quốc gia Arizona. Vì vậy, lập tức chúng tôi đã diện cộng đồng liên lạc thành phố Lincoln để mà yêu cầu đại diện thành phố Lincoln cho phái đoàn cộng đồng người quốc gia có một buổi họp mặt để mà chúng tôi bàn chia sẻ với cái nội dung của cái buổi họp thì ông thị trưởng thành phố Lincoln cũng đồng lòng với cộng đồng người Việt quốc gia là ông ta không ủng hộ việc làm được xem như là một cái hành động gây hấn, bởi vì theo ông thị trưởng hành động này mang lại sự chia rẽ và hatred cũng như là thù ghét trong cộng đồng. Vì vậy cho nên bản thân ông thị trưởng và ông tổng quản thành phố, hai người có nhấn mạnh rằng tất cả mọi người trong cộng đồng hãy nên bình tĩnh và để luật pháp lo cái vụ việc này. Cảm ơn anh. Tôi không phải là đảng viên cộng sản và chúng tôi cũng không có associate gì với người cộng sản hết, và khi liên hệ cũng vậy. Do đó chúng tôi yêu cầu bây giờ có những cái chứng cớ chứng tỏ Lợi Minh như là Lam là một cái người third generation of the Communist Party. Do vậy chúng tôi yêu cầu ông thị trưởng của thành phố, nếu có được thì đưa vấn đề này lên INS và lấy đi cái bằng quốc tịch của hắn ta và trục xuất hắn ta về Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả của SBTN. Trước khi chúng tôi thuật lại những cái điều mà chúng tôi đã trao đổi với ông thị trưởng với là ông tổng quản, tức là ông manager của thành phố, thì xin cảm ơn tất cả đồng hương. Mặc dù cái ngày giữa tuần mà đến đến sông đảo, sức mạnh của cộng đồng là ở trong tay quý vị. Cảm ơn quý vị. Cái nữa đó, như là Dược sĩ Phương nói, là chúng tôi trình bày những cái việc làm của Lợi Minh. Tôi nghe cái ông thì ông nói đó là hate crime. Đó, cái đó là một cái tội rất là lớn. Khi mà nghe cái đó thì chúng tôi có Thái Hương, Dược sĩ Thái Hương có đưa những cái bằng cớ cho ông thị trưởng thấy, nghĩa là chúng tôi tới với bằng cớ rõ ràng, và ông có yêu cầu rằng nếu mà có những bằng cớ mới cứ tiếp tục gửi cho ông, và ông sẽ theo dõi sát việc này, tức là ông không bỏ qua việc này. Thì đó là cái việc làm mà chúng tôi làm được, không phải riêng cho chúng tôi ở Arizona mà quý đồng hương ở các nơi. Nếu ở chỗ quý vị mà có những trường hợp như thế này thì đề nghị quý vị cũng làm những cái bước theo như chúng tôi vậy, tới gặp cơ quan chính quyền địa phương để trình bày với bằng cớ đàng hoàng để cơ quan chính quyền họ giải quyết bằng luật pháp. Xin cho biết quý danh. Tôi là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sản. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của cộng đồng người Việt quốc gia Arizona. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài BTN. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Anh. Hôm nay tôi đi cùng phái đoàn. Thì như quý vị đã thấy, tất cả những vấn đề quan trọng đã được ba vị trình bày. Tôi lắng nghe những cái nhận xét như thế này. Ông đi trước. Đúng rồi, đứng nãy giờ quên mất gì kia. Có bốn ông thôi leo qua vậy.
khởi nghiệp không? Quay quá trời. Nhưng mà cái này cái đài bên kia nó bên Cali về nó cho mọi người thấy. Này là quay khắp nước Mỹ luôn. Ừ, lên YouTube nữa thì thôi khỏi. Cái đài này đi khắp. Chưa xong đã lo đi hết. Qua đây rồi. Dạ. Thôi mình cần. Ồ nha. Dạ. Mình cần cho mình lợi. Mình lợi.